được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Xin quý vị cùng lắng nghe. Anh Nhật Công đánh giùm em nhé. Mm-hmm.
MC xin một tràng pháo tay khích lệ được không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều ạ. Và để tiếp tục cho chương trình giao lưu văn nghệ, xin mời tiếng hát của chị Trúc Phương với bài hát Tự Chọn. Xin mời chị Trúc Phương ạ. Bé Bảo Trâm chuẩn bị.